Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Việt Thắng Mobile. Thưa các bạn, hôm nay bên mình có thu lại được một ít mẫu máy của các khách này lâng đời, nên là bên mình cũng muốn lên video như thế này để review cho các bạn những chiếc máy đấy. Toàn những chiếc máy bên mình đã kiểm tra rất kỹ, đầy đủ tất cả các tính năng cũng như là độ zin, độ mượt của máy. Thì các bạn xem từ đầu đến cuối video để chọn cho mình những chiếc máy thật là phù hợp nhé. Thì đầu tiên để nói đến video ngày hôm nay, đó chính là một chiếc Samsung Galaxy Lốt 20 Ultra phiên bản Hàn. Ngoại hình của nó thì là một chiếc máy hàng zin đẹp. Đấy, con này thì theo mình đánh giá thì nó đẹp tầm khoảng 98 đến 99%. Hàng thì rất là chất. Đây, màn hình trắng sáng, không ám, không ố, không lưu hình. Đâu rồi, cái vết nó có một vết xước rất là nhẹ đây. Vết xước rất nhẹ đây, đây các bạn nhìn này. Còn lại là đẹp luôn các bạn nhé. Thế cho nên là nó được coi là hàng đẹp 98 đến 99%. Màn hình của nó thì trắng sáng, không ám, không ố, không lưu hình gì luôn các bạn nhé. Đấy, rất đẹp, tuyệt vời ông mặt trời. Lốt 20 Ultra, đây là một chiếc máy mà để có lẽ các bạn sẽ là một cơ hội để cho các bạn sở hữu một con máy giá rẻ. RAM 12, bộ nhớ 256GB, chip Snapdragon 865 Plus các bạn nhé, bản Hàn 1 SIM. Đó, bên mình đang để cho các bạn với giá của nó là 7.300.000, 7.300.000 các bạn nhé. Được tặng một cái đây, ốp lưng này rất xịn sò này. Đấy, bảo vệ viền cam rồi các thứ này. Này, ok chưa? Mặt trước cũng dày hơn một chút để cho các bạn khi rơi này để này thoải mái. Còn mặt lưng thì cho các bạn thoải mái luôn. 7.300.000 các bạn nhé. Máy màu đen, zin đẹp. Tiếp đến là một chiếc LG Q925G. LG Q925G. Đây là phiên bản Mỹ. Hàng zin đẹp tầm 98 đến 99%. Đấy, RAM 6GB, bộ nhớ 128GB và chip Snapdragon, camera 48MP, màn hình 6.7 inch, pin 4000. Con này đang bị hết pin rồi. Con này đang bị hết pin này, pin nó yếu nên là ánh sáng nó giảm. Đấy, rất mượt, rất nhạy các bạn nhá, bản Mỹ 1 SIM. Bên mình đang để cho các bạn với giá của nó là 2.350.000 các bạn nhé. 2.350.000, RAM 6, bộ nhớ 128 và chip Snapdragon. Đấy, tiếp đến nữa là dòng LG V50 Thinh Quy. Đấy, với màn hình của nó là độ phân giải 2K+. Đấy, con này màn hình tai thỏ 6.4 inch, RAM 6, bộ nhớ 128GB, chạy chip Snapdragon 855. Đấy, con này thì đầy đủ các chức năng hiện đại như nhận diện khuôn mặt, vân tay, 5G hoặc là camera đọc văn bản. Với một con máy hàng zin đẹp như thế này, bên mình đang để cho bạn với giá của nó là 2.900.000 các bạn nhé. Zin đẹp 99 cho đến cận keng luôn, 2.900.000. Rồi đến LG thì có LG Velvet. Đấy, LG Velvet thì còn một xám, một trắng. Đấy, ngoại hình của nó thì tất cả đều là hàng zin đẹp 99%. Đây có những con là còn cả siêu viền luôn các bạn nhé. Cam kết zin nguyên bản luôn. Đấy, đây là bản Mỹ. LG Velvet bản Mỹ, RAM 6, bộ nhớ 128GB, chip Snapdragon, màn hình cong tràn viền, máy 1 SIM. Thì mình đang để cho các bạn giá là 3.200.000 các bạn nhé. Hàng dòng cao cấp của LG đây này. Đấy, với mấy màn hình này thì chắc chắn rồi, nó đi đầu công nghệ luôn. Cong vút, hiển thị đẹp, xem video cũng phải gọi là sướng mắt luôn. Đấy, thiết kế thuôn thuôn dài dài, rất là gọn gàng khi cầm tay các bạn nhé. Trắng sáng, không ám ố, tất cả full hết chức năng, không có lỗi lầm gì cả. Có hai màu, màu xám và màu trắng. Đây, xám này còn bây giờ đang gọi là Titan Natural này. Đấy, đang năm nay đang hot trend màu này nhé. 3.200.000. Tiếp đến là một chiếc LG V30, 1.650.000. Các bạn cũng sở hữu được màn hình 2K+ luôn các bạn nhé. Đấy, màn rất là sắc nét, đầy đủ các tính năng YouTube, Facebook, Zalo, TikTok các bạn dùng thoải mái nhé. Hàng đẹp 99%. Bên mình sẽ tặng kèm các bạn một bộ sạc, bảo hành 3 tháng với 1 đổi 1. Hầu như máy nào bên mình cũng tặng sạc.
RAM 4 bộ nhớ 64GB các bạn nhé, 1.650.000. Hôm nay để máy như này là sắp xếp là nó hơi bị mất trật tự một chút. Còn đây là một chiếc Lốt 20 Ultra phiên bản Mỹ, máy chuẩn siêu thị, có cả siêu viền. Đấy, có cả siêu viền, viền trên viền dưới. Màn hình có dán ni lông để cho nó chống xước. Trước khi gửi cho các bạn, bên mình sẽ dán cho các bạn một chiếc PPF vào màn hình và một ốp lưng, một bộ sạc siêu nhanh. Đấy. Lốt 20 phiên bản Mỹ này thì nó có 2 SIM, RAM 12, bộ nhớ 256GB các bạn nhé. Cũng chạy chip Snapdragon 865 Plus. Và bên mình đang để cho các bạn giá của nó là 8.300.000. 8.300.000 các bạn nhé. Một chiếc Samsung A32 máy màu đen, hàng trả bảo hành. Đấy, ngoại hình của nó là Lenken Saben. RAM 6, bộ nhớ 128GB, pin 5000mAh. Đây là con máy rất trâu, rất khỏe. Giá chỉ có 3.200.000 thôi các bạn. 3.200.000, bản Việt Nam, 2 SIM. Rồi, tiếp đến iPhone. iPhone thì có một cây 11 Pro Max giá 8 triệu, bản 64GB, máy màu xanh. Đấy. Ngoại hình của nó là zin đẹp, pin của nó lên đến 88%. Toàn hàng chất như nước cất thôi các bạn nhé. Con này thì đẹp tầm khoảng 98-99%, đang chạy US 17.1.1, bản quốc tế Mỹ LL trên A. Dung lượng của nó là 64GB, máy 2 SIM, 1 SIM vật lý, 1 eSIM, pin 88%. Màn hình hoàn toàn không có ám ố, không có lưu hình nhé. Máy màu xanh, tặng ốp lưng, tặng sạc, tặng dán màn, bảo hành 3 tháng nữa 1 đổi 1, với giá là 8 triệu. Một chiếc máy màu đen, bộ nhớ cao hơn một chút, đó chính là cây 11 Pro Max 256GB, bản quốc tế Mỹ. Đầy đủ tính năng, không lỗi lầm gì cả. Pin con này đã thay rồi các bạn nhé, 100%. Đây nó đang hết pin, gần hết pin. Đấy, đầy đủ tính năng nhé. Bên mình đang để cho các bạn là 9.400.000. Đấy, 9.400.000 bạn nhé. Cùng bộ nhớ 256GB thì đây là 12 Pro Max. Đấy. Ngày kích hoạt của nó là 20 tháng 6 năm 2021. Pin của nó lên đến 90%, ngoại hình của nó là hàng zin đẹp 99 cho đến cận keng luôn. Hàng siêu chất của bên mình. Cây máy này bên mình đang để cho các bạn là 13.300.000, 12 Pro Max 256GB các bạn nhé. Hàng zin gọi là 99, bạn nào dễ tình có thể gọi là hàng keng luôn các bạn ạ. À, 256GB, 13.300.000. Còn đây là một chiếc máy màu vàng gold, bên mình thâu lại được của khách. Đấy. Con này đã khách đã dán skin kín rồi, dán skin màn kính kim viền rồi. Đấy. Con này bộ nhớ của nó là 128GB các bạn nhé. Đấy, đang chạy US 17.1.2, 128GB. Đầy đủ tính năng, pin khỏe, màu vàng. 11.900.000 các bạn nhé. 11.900.000. 13 Pro Max pin cũng 90%. Đấy, ngoại hình máy phải gọi là hàng zin keng, gần như zin keng luôn. Pin 90%. Máy màu xanh, 13 Pro Max. Màn 120Hz các bạn nhé. Màn hình và camera thì cực kỳ led rồi. Cái này thì bên mình, đây là bản 128GB, đang bán với giá là 15.400.000 các bạn nhé. 15.400.000, siêu rẻ cho một chiếc 13 Pro Max, pin 90%, máy zin keng sbeng luôn. Tiếp đến là một chiếc iPhone X. Cây này thì không còn zin nữa bởi vì máy là một chiếc máy bên mình thay pin nhá. Đấy, còn lại là zin. Đấy, vỏ zin, main zin, màn zin. 256GB.
pin thay pin chuẩn EU 100% các bạn nhé. Giá bên mình đang để cho các bạn chỉ có là 4.700.000 nhá. 4.700.000, 256GB thoải mái mà lưu trữ các bạn nha. Đến 12 Pro bên mình mới về được 3 chiếc. Đấy, về được 3 chiếc này. 2 chiếc pin 91, 1 chiếc pin 93 này. Đấy, bao zin toàn bộ cho các bạn luôn. iPhone 12 Pro 128GB. 1 chiếc màu đen pin 93, 2 chiếc màu xanh pin 91. Để đồng giá cho các bạn, giá là 9.100.000. Đấy, 9.100.000 các bạn nhá. Siêu rẻ 12 Pro. Đấy, hàng zin đẹp phải gọi là 99 cho đến cận keng luôn. 9.100. Màu xanh zin nguyên hết, tất cả đều đẹp 99% luôn, đẹp 99% đấy các bạn. Đết sản xuất toàn đết cao đấy các bạn, nhìn này, đết của bên mình chọn này. Đấy, tại sao pin bên mình được cao như thế thì toàn là cái hàng đết sản xuất nó như thế này thì gì mà pin không cao phải không các bạn. Đấy, năm 2021 bình thường thì những con series 12 nó sẽ rơi vào năm 2020, nhưng mà bên mình chọn toàn những năm 2021 mới kích hoạt thì chắc chắn rồi pin nó sẽ cao và ngoại hình của nó đẹp. Đấy, đây con này lên đến pin 93 luôn. Đấy, 20 tháng 9 năm 2021. 9.100.000 bán đồng giá. Đây là một chiếc iPhone 12. Đấy, con này thì bộ nhớ 128GB bản Việt Nam. Ngoại hình của nó thì là hàng đẹp tầm 97-98%. Máy có xước rất nhẹ đây, nó có chấm chấm rất nhẹ. Đấy, đầy đủ tính năng, zin nguyên áp suất luôn. Con này thì nguyên áp suất luôn, máy bên mình thâu lại được của khách. Đấy, pin con này là 85%, khỏe không phải thay. Máy màu trắng. Đấy, màu trắng này thì rất là dễ dùng, lại còn được bộ nhớ 128GB, hàng VNA các bạn nhé, hàng Việt Nam. Đấy, mua ở FPT thời mua là 22-23 triệu, và đến bây giờ thì bán cho các bạn giá là 7.700.000. 7.700.000 các bạn nhá. Bản Việt Nam pin 85%. Đo ở trong bao tun là 86% các bạn nhá. Đó. Và đây một chiếc máy to nữa của bên mình. Đây là một chiếc iPad Pro 9.7 inch bản 4G 32GB. Đấy, pin của nó là 99%, ngoại hình của nó là hàng zin ken sven. Đó, hàng zin thì gọi là đẹp 99 cho đến keng luôn. Các bạn nhìn chân sạc này, bóng loáng luôn, màng loa không có gọi là bụi luôn. Khách dùng rất là giữ gìn. Con này bún loa. Bún loa thì các bạn nghe nhạc thì cực kỳ là phê luôn. Đấy. Vẫn hỗ trợ jack tai nghe 3.5 này các bạn này. Dòng này thì đã có vân tay rồi. Đấy, pin khỏe, pin 99%, ngoại hình đẹp. Đấy, bên mình bán ra cho các bạn là 4.300.000, sẽ được tặng thêm một cái bao da như thế này đây các bạn này, bao da cu ke này. Đấy, dòng này đây này có tem vàng này thì các bạn yên tâm là hàng chất lượng cao đây, chất lượng bằng da, nhưng mà chắc chắn đây là da tổng hợp rồi. Đấy, đây là hàng bên mình tặng cho các bạn thôi, nói chung là khỏi phải mở ra đi. Hàng da này mình mà đã ưng thì chắc chắn các bạn cũng sẽ ưng thôi. Cái da này rất là mềm và form của nó cũng đẹp, thiết kế thì nó gọn gàng. Đó, tặng kèm các bạn một bộ sạc siêu nhanh này nữa, 25W, sạc siêu nhanh 25W các bạn nhá. Đó, thì giá là 4.300.000. Ngoài ra cái bộ sạc 25W này các bạn mua ở ngoài bên mình vẫn bán, bên mình sẽ để cho bạn giá là 150.000, vẫn bảo hành 6 tháng nữa 1 đổi 1. Đấy, sạc siêu nhanh của dòng iPhone 14 Pro Max quay đầu nhá. Đấy, còn nếu mà các bạn mua 15 Pro Max thì giá của nó là rơi vào 200 các bạn nhé. Đấy, 15 Pro Max thì là 200. Sạc 35W này, USB Type-C này. Đấy, cực kỳ nét luôn. Các cái bộ sạc này bên mình bán ở ngoài sẽ cao hơn 100.000 so với ở trên kênh, nên là các bạn cũng có thể là tranh thủ. Về chất lượng thì các bạn không phải suy nghĩ luôn, bên mình bảo hành cho các bạn rất là chuẩn chỉ. Kể bên mình có bán rất là nhiều phụ kiện, từ sạc pin dự phòng hay là tẩu ô tô, hoặc là giá đỡ điện thoại, các thứ các bạn cần thì vẫn cứ có thể alo bên mình. Mình bao cho các bạn luôn, giá sẽ rẻ hơn so với thị trường ở ngoài rất nhiều. Ví dụ con sạc này
đó dùng sử dụng não nõi pin của Powerbank đấy, rất là ok. Mà bọn này loại 20.000, bên mình đang bán cho bạn giá chỉ có 2.7 thôi. Nhưng mà hôm qua có một em trai ở Sơn Tây đến cũng chỉ gọi là mua bán trao đổi thôi, cũng một bộ sạc giống như này nhưng mà sạc của nó chỉ có 10.000 và em đấy mua lên đến 350 cơ. Đấy, trong khi bên mình bán cái loại gấp đôi như thế mà giá chỉ có 2.7 thôi, và chất lượng chắc chắn với các bạn luôn, nó là chất lượng loại 1, không giống như hàng Shopee hay TikTok các bạn nhá. Mình khẳng định luôn là như vậy. Rất đẹp. 20.000 mà giá chỉ có 270.000 thôi các bạn nhá. Kể cả tẩu ô tô bên mình cũng có loại gọi là sạc siêu nhanh, siêu ổn định để cho các bạn cắm vào xe thoải mái luôn. Chỉ có 120.000, hiệu Hoco, hai đầu tai xi luôn, hai cổng tai xi sạc siêu nhanh nhá, siêu ổn định. Đó. Còn bây giờ thì bên mình xin kết thúc video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye.